ngày xưa bé thơ rất ham mê truyện tranh, thời ký ức không thể quên. Tiền ăn mỗi hôm có 2.000 để dành, nhịn không ăn cần thuê chuyện hết sạch. Gọi nhau lúc xưa có may bàn mà thôi, tiền cược đắt nào có dám gọi lâu. Lật từng trang thêm tên trong danh bạ, đặc biệt hồi hộp xem đâu kia ai nghe điện. Alo ai ư? Vẫn nhớ lúc bé cùng cả lũ sang bên nhà nhau, anh em chơi game và quên hết ưu sầu. Mỗi đứa mỗi tính, thằng nào cũng tranh nhau vào chơi. Ai cũng say mê rồi là hết mang trời. Đang xem phim hay bực nhất lúc ăn tên rồi, xoay hết các hương được không hãy cất lời. Cười hí hí, ai mà chưa từng một lần nếm trải những cú lừa siêu ảo của hộp bánh quý. Cuốn chân trở thành hoàng hậu cao quý, bỏng gậy cầm lên trông như hiệp sĩ. Chơi cõng đạp rồi đến chơi huých cối, tuổi thơ thật dữ dội quá. Hí hí hí, ngày sinh nhật, ngày đặc biệt diễn ra mỗi năm một lần. Nước bánh chai với một đống gia chiêu đãi lưu bản thân. Nhật ký bút may vỗ ly rơi đồng hồ báo thức làm quà. Chẳng cần những thứ xa hoa, vẫn ngập tràn tiếng cười là kỷ niệm luôn theo ta suốt bao năm tháng qua. Hai đứa này nó thân nhau lắm này.